Sáng ngày 28 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã cùng dự. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung gồm: dự thảo báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết số 03 ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Huyện ủy về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tân Lạc giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030. Các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết về giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 95 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2022, kết quả tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2022, kế hoạch và kịch bản tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tân Lạc lần thứ 7 năm 2021. Trong 7 tháng đầu năm, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp của thời tiết, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, của Ban Thường vụ Huyện ủy, điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân huyện, sự đồng thuận của các tổ chức chính trị xã hội và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, tình hình kinh tế xã hội duy trì ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, của huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao sự đoàn kết, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, thể chế hóa các nghị quyết và cuộc sống, đồng thời chú trọng về công tác giảm nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, quan tâm các nghị quyết về học phí, dịch vụ trong nhà trường, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, chỉ đạo tổ chức tốt cho Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tân Lạc lần thứ 7 năm 2021 và cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao các ý kiến tập trung và tâm huyết của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, đây là nghị quyết có tính chất đặc biệt quan trọng. Do vậy, trước khi ban hành nghị quyết, cần tổ chức nghiên cứu và tham vấn một cách rộng rãi, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết. Việc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, đơn vị cần khẩn trương rà soát, đánh giá, thực hiện các chương trình kế hoạch, chỉ tiêu của từng ngành để thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu những tháng cuối năm. Đối với công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tân Lạc lần thứ 7 năm 2021, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch và mốc thời gian đề ra. Trong quá trình diễn tập, vừa đảm bảo khung kế hoạch kết hợp với huy động lực lượng tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.